Xin chào các bố các mẹ, mình xin giới thiệu mình tên là Lập, công tác tại khoa vật lý trị liệu Bệnh viện Hồng Ngọc. Hôm nay rất là vui khi được hướng dẫn các bố các mẹ bài massage cho em bé tại nhà. Thế mình lưu ý một số điểm khi massage. Massage cho em bé thì nên massage trong cái điều kiện phòng kín, tránh gió lùa, điều hòa và nhiệt độ mình để nhiệt độ vừa phải thôi, từ 28 đến 30 độ, và không nên massage trong các cái trường hợp mà em bé có các cái bệnh ngoài da, các bệnh về xương, hoặc là đánh thức em bé dậy để massage. Khi em bé ăn quá no thì chúng ta cũng không nên massage. Massage với thời lượng vừa phải từ 5-10 phút, và khi các em bé quen thì mình có thể tăng dần cái thời gian massage. Mình sẽ chuẩn bị một cái khăn ấm, khăn tắm mình để ở trên giường và lột bộc lộ cái quần áo của em bé ra. Sau đó mình cho em bé nằm lên trên đó, sử dụng cái dầu massage và mình cắt toàn bộ móng tay của mình. Đấy, còn ví dụ như là có đồng hồ thì nếu mà bố massage thì bố cũng có thể bỏ luôn đồng hồ ra. Ta sẽ đổ một lượng dầu vào tay của mình, tránh không đổ trực tiếp dầu lên da của em bé. Xoa làm ẩm tay của mình. Bật các cái bản nhạc nhẹ nhàng để mình vừa massage vừa giao lưu, nhìn trực tiếp vào em bé và có thể chuyện trò. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp massage. Massage đầu tiên thì massage các cái vùng mặt thì sẽ giúp thư giãn các cái vùng mặt. Mình sử dụng hai ngón tay cái đặt ở vùng trán và vuốt sang hai bên. Động tác, mỗi động tác thì mình có thể làm từ 3 đến 5 lần. Tiếp theo là miết cung lông mày. Hai tay của chúng ta có thể áp sát vùng hai bên má của em bé, tại vì trong cái trường hợp này thì em bé có thể quay cựa, nên là mình sẽ để và mình cố định nhẹ nhàng luôn. Tiếp theo là tạo nụ cười trong môi trên, đặt hai ngón tay cái vào cái vùng môi trên của em bé, tạo nụ cười trong môi trên. Tiếp tục là tạo nụ cười trong môi dưới. Tiếp theo là chúng ta chuyển sang cái vùng massage tay. Massage tay thì giúp thư giãn và khỏe các cái vùng cơ vùng tay. Một tay thì chúng ta cố định ở cổ tay em bé, làm động tác vắt sữa bò. Tay còn lại này chúng ta khom lại, đưa từ dưới lên vùng bả vai, vắt xuống dưới. Đó, vắt sữa bò. Tiếp tục là động tác lăn xe. Hai lòng bàn tay chúng ta khom lại, khom nhỏ như thế này và đặt ở gốc chi. Sau đó chúng ta sẽ lăn nhẹ nhàng từ dưới lên trên, lên đến phần cổ tay. Tiếp tục là động tác nắn và xoắn nhẹ, thì chúng ta sử dụng bàn tay vẫn đặt như vậy, nắn bóp nhẹ nhàng, thay đổi tay. Đó, chuyển tay xuống dưới này. Tiếp tục lại đảo tay, nắn và xoắn nhẹ nhàng thôi. Nắn bóp nhẹ nhàng. Tiếp tục là động tác ngón tiếp ngón, thì chúng ta sẽ ngửa cái phần mu tay của em bé lên. Tay bình thường chúng ta sẽ đặt gờ như thế này, thì các ngón tay của em bé sẽ nắm trực tiếp lên ngón tay của mình. Lúc đó chúng ta sẽ dùng ngón tay cái này vuốt ngón tiếp ngón. Tiếp tục là động tác xoắn ốc, ngửa lòng bàn tay của em bé ra. Một tay chúng ta dùng ngón tay cái áp sát ngửa tất cả các cái ngón tay ra. Tay còn lại thì xoắn ốc theo hình xoắn ốc này. Đặt sẽ duỗi tay em bé ra như thế này và làm xoắn ốc, động tác xoắn ốc xoắn theo chiều kim đồng hồ trong lòng bàn tay của em bé. Tiếp tục là động tác nắn vuốt ngón tay. Ở đây mô hình thì ngón tay của em bé sẽ không duỗi ra được, thì chúng ta sẽ sử dụng ngón tay cái và ngón tay trỏ, mình sẽ đặt vào ngón tay của em bé này, nắn nhẹ nhàng, sau đó chúng ta vuốt ra lần lượt tất cả các ngón tay. Xong vùng tay thì chúng ta sẽ tiếp tục massage vùng ngực của em bé. Massage vùng ngực sẽ giúp điều hòa cơ quan tim phổi. Động tác mở sách mở vở, chúng ta sẽ đặt hai bàn tay của mình, sử dụng nửa trên của cái bàn tay của mình này, đặt nhẹ nhàng chứ chúng ta không cày cái mũi tay xuống. Đấy, chúng ta đặt áp sát nhẹ nhàng thôi, đẩy lên, vòng sang hai bên, gọi là động tác mở sách mở vở. Tiếp tục là động tác chữ thập.
Sử dụng ngón tay này đặt ở bên vai bên kia, kéo sang mạn sườn bên đối diện. Đó, động tác chữ thập. Nắn vuốt nhẹ nhàng. Massage ngực thì chúng ta sẽ có hai động tác như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang massage vùng bụng. Massage vùng bụng thì điều hòa cơ quan tiêu hóa và giúp cải thiện được vấn đề táo bón cho em bé. Chúng ta làm cái động tác mặt trăng mặt trời, khom hai lòng bàn tay lại, đặt ở ngay phần mũi ức ở của em bé, tức là ranh giới của vùng bụng. Thì chúng ta sẽ ấn nhẹ này, vuốt quay xuống, gọi là động tác mặt trăng mặt trời, nó lại đảo tay. Tiếp tục là động tác xoay tròn. Sử dụng các cái đầu ngón tay của chúng ta này, đặt tay vào vùng bụng của em bé và xoay vòng tròn xung quanh vùng rốn. Tiếp theo là động tác I love you. Động tác I là hình chữ Y, chúng ta sẽ vuốt theo đường đi của cung đại tràng xuống. Trong cái động tác này sẽ cải thiện rất là nhiều cho cái vấn đề táo bón của em bé, cho nên chúng ta sẽ massage theo chiều kim đồng hồ, tức là mình sẽ không được massage ngược lại. Chiều kim đồng hồ là giúp theo cái hệ thống tiêu hóa của em bé đào thải cái phần phân ra ngoài. Chữ Y tức là cung đại tràng xuống, chúng ta sẽ ấn nhẹ ở phần mạn sườn bên trái, sau đó chúng ta sẽ vuốt xuống theo hình chữ Y. Tiếp theo là đại tràng ngang hình chữ L, động tác lớp. Tiếp theo là chữ U, động tác diu. Chữ U ngược đấy ạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ massage chân. Massage chân thì giúp khỏe các cái cơ bắp và nhanh nhạy hơn cho em bé. Massage chân thì cũng giống tương tự như là massage tay. Một tay thì chúng ta sẽ cố định vào cái phần cổ chân của em bé, và một tay còn lại thì đặt áp sát và làm cái động tác vắt sữa bò đưa từ dưới lên trên qua vùng hông và mông. Chúng ta lại vuốt quay xuống. Tiếp theo là động tác lăn xe. Thì chúng ta sẽ khom hai lòng bàn tay lại, đặt ở phần đùi của em bé. Đó, sau đó chúng ta sẽ lăn nhẹ nhàng từ dưới lên trên. Động tác lăn xe. Cái này các bố các mẹ làm nhẹ nhàng, không có vặn quá một cái có thể ảnh hưởng đến phần xương của em bé. Mình làm 1 phần 3 vòng tròn thôi. Áp sát lăn nhẹ nhàng. Tiếp theo là động tác nắn, bóp nhẹ nhàng, nắn và xoắn nhẹ đấy ạ. Thì chúng ta sử dụng một tay này cố định ở phần cổ chân của em bé, và một tay còn lại thì nắn bóp ở dưới này. Tiếp tục, sau đó chúng ta đuổi theo, đuổi tay theo nhau, giáp nhau. Tiếp tục cũng là động tác ngón và tiếp ngón. Thì chúng ta sẽ một tay cố định phần cổ chân và phần lòng bàn chân của em bé, dùng ngón tay cái này vuốt ngón tiếp ngón nối tiếp nhau. Tiếp theo là động tác xoắn ốc, cố định phần cổ chân của em bé, dùng ngón tay cái xoắn theo hình ốc, xoắn vòng tròn theo chiều kim đồng hồ. Mỗi một động tác massage thì chúng ta nên làm rõ ràng, nhẹ nhàng, chứ không có mơn mơn trên da của em bé thì sẽ làm cho em bé buồn và sẽ ảnh hưởng đến lần massage tiếp theo. Massage vùng lưng thì sẽ giúp thư giãn các cơ vùng lưng, khỏe cho các cơ vùng lưng và hỗ trợ cho cuộc sống của em bé. Và chúng ta lưu ý một chút là tránh massage trực tiếp lên vùng xương cột sống. Động tác mở sách, chúng ta sử dụng bàn tay của mình đặt lên vùng lưng của em bé này, vuốt sang hai bên, đẩy lên trên. Đẩy lên vùng vai, áp sát sang hai bên, vuốt quay xuống. Tiếp theo là động tác lên xuống, thì đặt hai tay lên vùng lưng của em bé và chúng ta sẽ đẩy chéo nhau, đối ngược nhau. Tiếp tục là động tác xoắn ốc, sử dụng hai ngón tay cái của mình đặt lên vùng vai, xoắn ốc từ trên xuống dưới. Massage xong vùng lưng thì chúng ta cho em bé trở về trạng thái ban đầu,
cho em bé nằm ngửa và chúng ta làm các cái động tác thư giãn. Đầu tiên là thư giãn tay, thì chúng ta làm cái động tác sấp ngửa này, đan chéo nhau. Tiếp theo là đến vùng chân. Vùng chân chúng ta đưa lên đưa xuống chéo chân với nhau như thế này, nắm tay cố định ở vùng cổ chân của em bé. Vậy là chúng ta thực hiện xong cái kỹ thuật massage cho em bé tại nhà. Và chú ý một chút là mình không cần để ý đến cái thời lượng massage, mà thời lượng massage nó được thông qua giữa các cái số lần massage của động tác. Ví dụ như em bé mới massage thì chúng ta làm ngắn thời gian lại từ 3 động tác, 3 lần trên một động tác. Và khi mà em bé thích nghi tốt hơn, có thể thích cái massage hơn thì mình có thể làm tăng cái thời lượng lên bằng cách là mỗi một lần, mỗi một kỹ thuật massage chúng ta sẽ làm 4 đến 5 lần, 6 7 lần đến hoặc là thậm chí là 10 lần. Trên đây là các cái kỹ thuật massage cơ bản cho em bé nhà mình. Hy vọng là các bố các mẹ có thể tự tin để massage cho em bé. Xin chào các bố các mẹ.